Mới đây, Hiệp hội Công nghệ chuỗi khối Việt Nam, Hiệp hội Blockchain Việt Nam vừa chính thức ra mắt và tiến hành đại hội thành lập sau thời gian dài chuẩn bị nhân lực. Ông Hoàng Văn Huy, Chủ tịch Hiệp hội Blockchain Việt Nam chia sẻ, Hiệp hội cam kết góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng và tham mưu tư vấn xây dựng các hành lang pháp lý, các tiêu chuẩn, quy chuẩn trong việc ứng dụng phát triển các sản phẩm, dịch vụ trên nền tảng công nghệ blockchain. Trong thời gian tới, Hiệp hội rất mong nhận được sự tham gia và đóng góp xây dựng nhiệt tình của các cá nhân, doanh nghiệp nghiên cứu, phát triển công nghệ blockchain ở Việt Nam, nhằm xây dựng Hiệp hội ngày càng vững mạnh hơn nữa cả về chất và lượng. Ra đời đúng dịp kỷ niệm 8 năm Ngày Khoa học Công nghệ Việt Nam, ngày 18 tháng 5 năm 2022, Hiệp hội Blockchain Việt Nam được kỳ vọng là bước tiến tiếp theo của ngành khoa học công nghệ trong nước, góp phần tích cực vào sự tăng tốc của nền kinh tế số, từ đó tạo ra nhiều thành tựu hơn nữa trong quá trình phát triển kinh tế, xã hội Việt Nam. Tại lễ ra mắt, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Văn Tung mong muốn Hiệp hội Blockchain Việt Nam cùng phối hợp, hỗ trợ Bộ Khoa học và Công nghệ và các bộ ngành liên quan khác trong xây dựng, hoàn thiện hành lang pháp lý trong nghiên cứu phát triển, thử nghiệm các sản phẩm, dịch vụ, giải pháp dựa trên nền tảng công nghệ blockchain. Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ tập trung chỉ đạo các đơn vị có liên quan, tích cực phối hợp với Hiệp hội trong các hoạt động của Hiệp hội, đồng thời rà soát hoàn thiện hành lang pháp lý của ngành khoa học công nghệ để tạo điều kiện thuận lợi cho nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ blockchain tại Việt Nam. Bộ cũng sẽ xem xét, ưu tiên nguồn lực cho các nhiệm vụ nghiên cứu phát triển, ứng dụng công nghệ blockchain.